Chào mừng các bạn đến với Cơ khí Hoàng Phú. Hiện tại là Phú đang đứng ở đằng trước nhà hàng Nhà nghỉ Thắng Lợi. Hôm nay Phú sẽ review giới thiệu với mọi người về cái bạt xếp, cái máy bạt xếp. Cái máy này chiều ngang là rộng 12m và chiều sâu là 10m. Thì tại vì chiều ngang nó quá lớn thế, chúng ta phải gia cố thêm phần trên kèo. Phía ngoài là chúng ta làm theo hệ như thế hai mái để cho nó tăng độ cứng cho khung kèo chúng ta. Còn chiều sâu 10m thì chúng ta sẽ chia đôi ra, chia đôi ra để 5m một kèo, đúng một cái kèo đáy chúng ta đi máng. Thì cái bạt chúng ta dài 10m thì thấy chúng ta sẽ chia thành 4 phần. Một phần từ đầu này và chúng ta sẽ để set cap, một phần đầu kia nó set cap. Như thế là khi chúng ta quay bạt nó sẽ nhẹ nhàng và nó cân, nó không bị bên nặng bên nhẹ. Công trình này có rất nhiều phần là tiền chế, như thể cầu thang và sắt này. Trên là có mái đi tấm bu ly carbon này. Bây giờ Phú sẽ vào chú quay cho mọi người cùng thấy. Đây các bạn bắt cái bạc lạn như thế này đây. Đấy, phía trong kìa. Đấy, đi dây cáp. Dây cáp chia ra. Chúng ta sẽ dùng các cái bạc đạn để tập trung hết dây cáp và cái cột giữa này. Hai sợi dây cái bên trong này là hai sợi này là của cái phía bên ngoài, còn cái rãnh bên ngoài này là của hai sợi này là để của cái phía bên trong. Chúng ta có thể quay rất là nhẹ, rất là đơn giản. Cái phần quay này nó chia thành hai rãnh. Tay quay chúng ta làm dài dài ra chút để quay nó nhẹ. Với những cái mái nhỏ thì chúng ta thể đi một dây cáp ở giữa thôi, còn đây mái lớn nó phải chia thành hai dây cáp hai bên, chia ra tỉ lệ 1/4, 1/4 hai đầu vào, thì ở giữa được hai phần và mỗi bên một phần. Mình chia sẻ bây giờ mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn phần cầu thang bằng sắt. Cầu thang đi bằng hộp 10 các bạn nhé. Mặt thì rải bằng đá hoa cương. Cái
thanh nam này chạy từ từ dưới đất lên tới trên đỉnh, có tác dụng vừa để trang trí và vừa để tăng độ cứng cho cầu thang. Đây mình sẽ đưa các bạn lên trên tầng 3. Cầu thang này gồm có 5 nhịp cầu thang. Ở đây người ta làm nẻ, kiêng kiêng làm chạm các bạn nhé. Phần trên là máy tấm carbon, polycarbon. Các bạn nhớ đăng ký kênh Cơ khí Hoàng Phú để ủng hộ Phú ra để những video sau được tốt hơn và bổ ích hơn. Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ Phú trong thời gian qua. Các anh chị, video này Phú làm với mục đích để anh em trong nghề và những người thích về cơ khí hay về công nghệ có thể là giao lưu để chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau. Anh chị, những người đi trước đường ném đá Phú nhé, Phú rất mong được sự học hỏi từ tất cả mọi người, được học hỏi tất cả các anh chị, những người đi trước. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại tất cả mọi người.